Vâng, được tầm 2 mét không? Nó đào đến chỗ của Mạnh xuống thôi. Để 2 mét rưỡi. Tầm độ là 2 mét rưỡi một chút của bác. Và ở đây thì có thể là làm nhà ấy thì là chắc là chỉ làm đến tầm đến đoạn này thôi. Cái đoạn này lên thôi. Thì cái chiều ngang của ngôi nhà thì là sẽ là 10 mét. Còn là cái chiều rộng của nó sẽ là 5 mét của bác nhá. Tổng thể là cái ngôi nhà sẽ là rơi vào là 50 mét vuông. Hôm nay thầy bảo là thế đất của ông thì có làm nhà đẹp không? Mà làm được. Làm được đẹp à? Nhưng mà thế mà nó là hướng nó đi. Thế là hướng đi nhà rồi. Là đi cái chỗ mà nhà xây xây kia đúng không? Nhà xây trắng cho cái đi. Đúng rồi, đúng theo ý cháu cũng bảo là ngôi nhà của ông thì sẽ đi vào là hướng hướng này thôi. Vâng. Hello, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bây giờ Mạnh gửi một lời chào tới các ông các bà nhé. Thành tay. Chào các ông các bà. Rồi. Hôm nay Mạnh không đi học à? Rồi. Nói chào các chị các bác. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống nhà của hai ông cháu của bác ạ. Đấy, thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng có ghi hình một hai cái thước phim trong lúc mà trời mưa gió đó các bác. Thì hiện tại là ngôi nhà của ông thì đã bị gió thổi là gần hết rồi. Đấy, thì hôm nay cháu Lực đi xuống và sẽ dọn dẹp thêm một chút để là tiếp tục là sẽ đào nền nhà của hai ông cháu của bác. Hôm nay thì Mạnh không đi học à ông? Hôm nay thứ bảy không học. Thế Mạnh hôm nay ở nhà làm gì? Hả? Ở nhà chơi thôi à? Chơi thôi. Mạnh thì là một cậu bé mà 5 tuổi của bác ạ, rất là đáng yêu. Đấy, chuẩn bị là có nhà mới để ở đấy nhỉ. Đấy bây giờ thì hiện tại là cái khoản kinh phí của hai ông cháu đấy của bác thì vẫn còn là thiếu một cái khoản kinh phí rất là lớn. Thì trong thời gian mà khi mà vào làm nhà đấy, cháu Lực rất là mong sẽ được sự là trợ duyên của các bác giúp đỡ cho hai ông cháu. Ví dụ như bây giờ cháu Lực đang lên một cái máu nhà, nó là rơi vào tất tần tật cả chi phí vận chuyển vật liệu với lại là hoàn thiện đấy các bác, gọi là hoàn thiện ngôi nhà là 190 triệu. Thì nếu mà như trong thời gian đó cháu Lực lên được cái phần thô, còn nếu mà không có đủ tiền ấy, thì cháu Lực sẽ về cái phần hoàn thiện ấy, cháu Lực sẽ không có đi vào và hoàn thiện nữa, chỉ là xây cái phần thô và lập mái lên thôi. Thì nếu mà như được sự trợ duyên của các bác giúp đỡ thì sẽ hoàn thiện cho hai ông cháu là một cái ngôi nhà nó theo cái bảng vé là 190 triệu. Hôm nay thì có thêm là có Nghiêm với lại thêm là anh Khương nữa để mà giúp đỡ cho cháu Lực là hộ cho hai ông cháu là dọn dẹp thêm một chút nữa. Nghiêm thì có thể là gửi một lời chào tới các bác ấy, Nghiêm nhé. Cháu Nghiêm xin chào các bác ạ. Cháu Khương xin chào quý cô bác anh chị. Hôm nay thì có cái công việc gì làm không? Bây giờ thì để cho cháu với lại thêm là Nghiêm với lại thêm anh Khương nữa giúp đỡ cho ông nhá. Nó dọn tới 3 giờ xong thì đấy đã vuốt vào quắc đây. Thế là đầu đây xuống thì bây giờ mình dọn dẹp thế này thì là ngày mai là đi vào đào nền thôi đâu nhá. Ngày mai là có thể có phải cần đào nền, có phải chọn đến ngày đẹp không không? Cái ngày này ngày đẹp trước đào trước rồi. Như đào xấu thì là có nghĩa là bây giờ mình đào ấy, mình đào lấy phần nền thì không phải đúng không? Đúng. Đào cho bây giờ đào cái phần nền đấy các bác. Gọi là cái sửa lại thôi. Thì không phải lấy cái đẹp để lúc nào mà đến ngày làm móng thì là sẽ cần đến ngày đẹp để làm. Bây giờ thì phải đo cái vị trí của ngôi nhà một chút cô bác ạ. Và tổng thể cái ngôi nhà của hai ông cháu thì cho cháu mượn tí nhá. Thì một tí nữa cháu Lực đo xong, cháu Lực sẽ nói về cái tổng thể cái ngôi nhà của hai ông cháu là sẽ rơi vào diện tích là bao nhiêu cô bác ạ. Cái chỗ tả ly này là mấy nữa phải đào xuống đấy ông nhỉ? Vâng. Thế thì là bây giờ là phải gỡ cái lá này đi ông ạ. Rồi cái này này. Quần áo của hai ông cháu thì là chưa có khô đâu này. Mạnh thì chỉ biết là đi mặc áo xong là để đấy thôi. Còn chuyện còn lại là ông là người giặt cũng như là người dọn cho. Tấm bạt này còn dùng được không ông? Ông cứ để lại đi, đừng có đốt vội. Mấy nữa đến lúc mà làm nhà thì mình còn cần đến. Chưa thể ấy được. Nhưng mà cho mượn thước đấy.
Còn về tổng thể cái ngôi nhà của hai ông cháu của bác ạ, thì cái phần nền ấy thì sẽ là làm ở cái phần này của bác nhá. Còn cái phần tản ly ở trên kia này thì là sẽ đào xuống. Trên kia thì chắc là độ tầm 2 mét thôi anh nhỉ? Vâng, được tầm 2 mét không? Nó đào đến chỗ của Mạnh xuống thôi. Để 2 mét rưỡi. Tầm độ là 2 mét rưỡi một chút của bác. Và ở đây thì có thể là làm nhà thì là chắc là chỉ làm đến tầm đến đoạn này thôi. Cái đoạn này lên thôi. Thì cái chiều ngang của ngôi nhà thì là sẽ là 10 mét. Còn là cái chiều rộng của nó sẽ là 5 mét của bác nhá. Tổng thể là cái ngôi nhà sẽ là rơi vào là 50 mét vuông. Đấy, hai ông cháu thì sống trong một cái ngôi nhà mà 50 mét vuông thì cũng khá là tiện lợi rồi, cũng không còn gì để bằng nữa rồi các bác ạ. Đấy, như vừa rồi cháu Lực nói với các bác, nếu mà về cái khoản kinh phí đấy, bây giờ thì hiện tại là sau khi mà chị Giáng My là đồng hành cùng cháu Lực thêm là 20 triệu nữa thì là tổng là 120 triệu, thì đủ tiền để mà lấy cũng như là vật liệu một cái thôi. Còn bây giờ thì thiếu tiền là công thợ thôi. Thiếu tiền công thợ thì sau khi mà làm nhà thì chắc chắn là sẽ phát sinh thêm là một số khoản thì nó được cũng chưa biết. Những cái khoản mà gọi là ví dụ mình mua bạt về tre này cô bác, hay là thêm những cái khoản gì nữa. Đó là cũng đã tìm là đội thợ, cũng đã tìm đội thợ hết rồi. Tuy nhiên thì tìm rất là nhiều đội thợ thì mới được là một cái đội thợ là đồng ý là vận chuyển cả cái phần vật liệu nữa. Là cái giá của người ta lấy là 60 triệu cô bác. 60 triệu là nguyên cái tiền công thợ với lại vận chuyển vật liệu của bác nhé. Mày có đào được không? Hả? Không đào được à? Chiều dài là bao nhiêu mét? Chiều dài thì là 10 thôi, 10 anh ạ. Cái này thì chắc là đào đến tầm đến đây này. Đấy. Cho nó rộng rãi ra. Đào là chắc phải đào đến tận đến đây không nhỉ? Đào phải đào đến tận đến đây ấy. Đào hết cái chỗ này xuống đây, chỗ cái đến cái chỗ mà ông để ủng ấy à? Ông đào được thì nó sau này nó là của mình thôi, đào ra cho nó rộng thêm nhá. Đấy, biết là mặc cái dù chỗ chuồng lợn này có làm không? Thế hôm nào phải chuyển hộ ông ấy chuồng lợn nhỉ? Hôm nào bắt đầu đào ấy. Vâng. Chuồng lợn thì là hôm nào mà mình đào nến thì là sẽ để vào chuồng lợn ra chỗ khác thôi. Chỗ khác làm ừ. Chỗ con trâu ấy kìa. Vùng chuối bên kia. Vào. Chuyến đây thôi. Đấy trâu ở mấy kia là họ lấy cát đó thì bên kia về. Vào. Cái xe vô đẩy bên kia. Vào. Thì mắc cái phân này. Phân này này hót xuống dưới mấy kia. Tao đi đủ cái đám. Phân này thì bây giờ là ông đổ hết xuống hót đi xuống ruộng đi. Đấy, mà trời mưa này còn ướt lắm. Vâng. Thế bây giờ thì dỡ cái này đi hả ông? Bây giờ dỡ cái này đi đúng không? Vâng, dỡ cái này. Vâng. Thế là bây giờ là dỡ cái này đi một chút á. Còn về vừa rồi cháu được đo cái ngôi nhà đấy các bác. Ừ. Chiều ngang thì cũng chiều ngang thì chắc là cháu được sẽ không đào để gọi là đủ 10 mét đâu. Cháu được sẽ đào gọi là nó dư ra để cho ông đào là đào đến độ là tầm độ 15 mét, đào đến tận cái chỗ đội ủng kia thử đo xem là từ đây cái chỗ. Anh Khương ơi, anh thử cùng em xem là đến cái cột mà cái cột kia ra đây là tầm bao nhiêu rồi. Đến đến đấy đúng không? Đào tầm đến đấy đúng không? Ừ. Cái này là đến này tí rồi. Hả? Đây là cái kim này là 25 mét rồi đấy. Chỗ này là được 25 mét rồi anh ạ. Không phải 25 mét nhé, ngắn đi. 15 mét rồi. 15 mét thôi, trước 15 mét mà. Đây là được 15 mét rồi, còn ra bên kia là độ tầm là thêm là được tầm 3 mét nữa. Thì cho nó rộng ra. Mày có muốn làm nhà mới ở đây không? Muốn à? Cái đây rộn à? Dưới rồi. Phải hòn đá to này làm thế nào đấy? Hòn đá này hả? Đá này thì mình đục ra để mình tận dụng lại làm cái phần kè đấy kìa không? Đấy, mai thì đến để mai cháu sẽ mua thêm là một hai cái xẻng với lại thêm là một hai cuốc nữa, thêm là cái xà beng nữa xuống. Beng có rồi và cái xẻng à? Cuốc. Vâng. Thế để mai cháu xuống thì cháu sẽ mua cũng thêm. Có xẻng có mấy cái. Vâng.
Đấy, ông xem là nó thiếu cuốc xẻng này, những cái đồ gì ấy, gọi là những cái đồ mà mình đào thôi, còn là sau này thợ vào thì là mình không phải lo, thợ nó làm hết rồi. Đấy, lúc đấy thì mình không phải lo. Vâng. Vâng. Đấy, còn về cái công thợ của bác nhá, công thợ thì sẽ là gồm là không có nuôi ăn gì cả, là cả nguyên vật liệu, cả nguyên cả tiền là làm nhà này, công thợ ấy, với lại tiền là vận chuyển vật liệu nữa. Chỗ này là bây giờ là gớ đi ông nhỉ? Bây giờ gớ đi thì để à. Dạ. Vâng. Cầm bên đấy anh thôi. Vâng. Không, đùn nó ra ngoài một tí. Đấy. Để được lấy cây ra là được em. Rồi. Ông ơi ra đây giúp một cái cây đi. Ông phải ở nhà mới thôi. Vui, vui quá. Được không ông? Nào nào. Đây à, bên này là ông ấy làm chuồng trâu ở đây đúng không? Đây, chỗ bên này thì ông cũng làm là ở dưới phân này là cho trâu để ở của bác, còn ở trên này thì ông sẽ tận dụng lại để đồ này kia này. Đây là chuồng gà của ông, trông rất là đơn sơ nhưng mà rất là chắc chắn rồi. Không biết là gà ông có nhiều không? Đây là mạnh nhất của ông là kéo ra nhỉ? Đấy, mạnh làm đi, chuẩn bị có nhà mới là phải làm nhá. Thế còn là mấy nước kè ấy cô bác, cái lúc sẽ kè hẳn tầng dưới kia lên này. Có dao không mạnh? Lấy dao chú đi, đi. Đấy, mạnh là bây giờ nói bảo là đi lấy cái là chạy lo to đi lấy luôn cô bác. Cái này thì chắc là để lại làm củi hết rồi. Có dao không hả mày? Thanh niên đi tìm dao hơi lâu quá ạ. Có không? Hả? À, không thấy à? Đây, thấy cái con này cho chú đi. Cái chỗ này thì nếu mà đào được ra thì cũng rất là rộng của bác. Hiện tại thì có thể là các bác theo dõi ở trên video ấy, nó sẽ hơi hẹp một chút. Để hôm nay cháu Đức không có cầm theo là cái máy máy flycam rồi, không thì cháu Đức sẽ ghi hình từ trên cao cho các bác nhìn thấy là cái miếng đất của ông. Hãy biết rằng là các bác cũng giúp muốn rằng là cho hai ông cháu là đi đường lớn để mà ở đấy, để cho tương lai của Mạnh ấy. Nhưng mà bây giờ không có ai để bán, cũng như là không có miếng đất nào phù hợp ấy, thì là làm ở chỗ này. Thì sau này nếu mà tương lai về Mạnh khi mà được các bác giúp đỡ thì Mạnh có thể là em ấy lúc đấy biết kiếm tiền rồi các bác, thì em ấy có thể là lên muốn thoát khỏi cái chỗ này thì em ấy ra chỗ khác cũng được. Thế ông làm chắc phết nhỉ, gỡ mãi không ra. Bây giờ thì công việc là hai ông cháu là ngày càng một nhiều hơn, thì nếu mà như có sự đồng hành của anh Khương với lại của Nghiêm đi cùng ấy thì cũng rất là tuyệt vời các bác, để cho cái công việc của nó là được nhanh hơn. Đấy, có thể là sau này khi mà mỗi người là đi ra làm một canh rồi thì các bác cũng ủng hộ cho mấy anh em. Ui ôi, cho mượn dao đi. Luôn ạ.
Đây là chặt hết là để làm củi nữa. Cái gì đâu? Con rơi. Của nhà của ông là hay có chuột với lại có con rơi rơi vào nhiều lắm các bác ạ. Chục con rơi á? Chục con rơi mà. Chắc gì đã hết. Nhưng mà con bé rồi. Đây để cho Mạnh chơi được không nhỉ? Phải tự cắn đấy. Mẹ nó bay đi rồi. Ôi. Để dưới đấy. Con mẹ nó bay đi rồi. Ông à để vào. Ông để vào cái pép rồi. Mẹ nó bay đi rồi. Chết nhỉ. Chết một chỗ. Con mẹ nó chơi nhỉ. Ăn thì không ăn được. Bay thì không biết bay thả ra không chết. Thấy không mày? Còn không? Hả? Còn không? Đây này. Đây này. Cái này hỏng chưa? Hả? Hỏng rồi à? Đi, đi ra kia đi. Đi không nghỉ, kẹt tay. Kẹt hết tay. Mai có đi học không? Hả? Mai mày có đi học không? Ông ấy đi xuống đi để mà đo xem là cái thế đất của nhà ông thì có thích hợp với lại cái đã đủ cái tiêu chuẩn, đủ cái độ dài để mà cho được làm nhà chưa đấy. Rất là dài các bác ạ. Ở đây thì có rất là nhiều hàng này các bác. Ở đây thì không, chỗ này thì có vẻ như là không sợ rằng là có rắn rết đấy. Còn chỗ ngủ tạm thời của hai ông cháu thì sẽ cho hai ông cháu là ngủ cái phần ở phía bên này đó cô bác ạ. Ê, vừa rồi bay là bay chắc là con mẹ của nó sao ấy. Cho chú xem rồi mày. Chú xem tí đâu. Còn 15 con mà. Còn 15 con á. Bay thì 2 con rồi. Ôi, chưa bay được loại này. Con mới bay con mẹ nó thôi. Đây. Mạnh nó cứ sợ chú ra giao nhỉ. Cái đá này thì bây giờ là ủn hết để trên này không? Đây, sau này đào thì sẽ đào được chỗ bên là anh Khương với lại bạn Nghiêm đứng ra của bác nhá. Đào từ bên đấy ra. Đào hết cái chỗ mà cái tả ly này đi xuống dưới hết này. Đây quần có phải quần của Mạnh không? Hả? Đây Mạnh để ra kia. Đây. Mạnh. Đang mải xem con chim kia quá rồi các bác, con rơi quá rồi. Đây cầm quần áo để ra bên kia đi. Đấy, để ra bên kia. Đây. Rơi hết rồi. Phải đến gần thì mới nghe. Này, các bác nghe. Phải để đấy. Mình tháo mấy cái xúc vào đây Mạnh. Cầm bên kia đi. Đây, phía bên này thì ông cũng làm thêm là một cái chòi nhỏ nhỏ nữa. Có thể là ông làm tận dụng để được cái gì thì ông sẽ để các bác. Mày ơi, lấy cái này ra để kia nào mày. Đây, để rồi bát này. Mày biết rửa bát chưa? Để ông làm một mình thì chắc chắn là ông sẽ làm chậm hơn đúng không bác? Sau những cái lúc mà ghi hình thì là mấy anh em sẽ cùng ông để mà hoàn thiện nốt để cho ngày mai
đi vào và hoàn thiện để đi vào và đào cái phần nền. Biết rửa bát chưa? Mày biết rửa bát chưa? Biết rửa bát không? Hả? Biết rửa bát không? Không á? Thế biết ăn cơm không? Mồm bảo là không biết rửa đâu các bác, nhưng mà đến lúc mà không có bát thì là Mạnh vẫn ra để mà rửa bát này kia nữa. Nếu mà có ở gần đường một chút các bác, máy xúc có thể vào đấy thì là đây cho máy xúc xuống đào độ tầm là 2 tiếng là đào xong hết luôn. Đấy, nhưng mà nếu không máy xúc ấy, thì là dùng người để đào thì chắc chắn là sẽ và lâu hơn, có thể là dẫn đến là độ tầm 4 đến 5 ngày ấy, mới xong. Cái kia thì là vừa đào vừa lấy kè đá xếp lên chứ không? Chỗ kia thì nó cũng là chỉ gọi là mình làm kè rồi nó cao lên thôi. Nhà thì không làm đến tận đấy đâu các bác. Nhà thì chỉ có làm đến tận là cái khoảng đất cứng này thôi. Đá này có cần phải chuyển lưu nhỉ? Đá này thì là đẩy lên bên này thôi không ạ? Để ngày mai đào thì sẽ biết đỡ phải đẩy luôn. Làm cái kia nó không được. Làm kia nó cắm lợn không? Ông định làm ở đâu? Chỗ nó có lợn đấy. Làm cái lán kia rồi. Làm cái lán bên kia à? Ừ. Đá đủ chưa ông? Đá hơi tròn à? Này để kè dưới, nhưng mà ông bảo là để xuống đây đó. Lúc nào mà đào đi xuống dưới xong là vừa đào ông vừa xếp lên. Mày ơi, đây. Đấy. Lấy cái chậu này đi để ra kia hết đi. Này. Cái này nữa. Thả móc nữa. Đi ra kia lấy mũ đi, ra kia lấy cái gáo đi. Đi là chú em chú đội cho bác thêm ra bên kia để nấu cho nó, làm cho nó cơm không? Ông này bây giờ là đang làm một cái chỗ mà nấu cơm rồi, thì mấy anh em sẽ công việc là ở bên này trước đã. Đá này liệu kè dưới kia nó đủ không? Mình nhớ mà đập mấy hai tảng này ra là có thể là đủ ấy. Sợ rằng là đến lúc mà làm nhà của ông các bác còn gặp hai cái tảng đá to này nữa. Ở dưới này thì còn có đá này. Con gì á? Tiểu con rắn. Kiểu mưa nắng lớn này rắn rết chạy vào nhà ấy. Đúng rồi. Cái thời gian này là còn thời điểm mà vào mùa mưa đâu các bác ạ. Thì tranh thủ là chuột. To lắm. Chuột này ơi. Mày ơi. Con chuột đấy. Ê. Là tú gạn nó. Ui, căng ngay gì. Ê, đâu.
Bắt được chưa? Được chưa? Ông bắt được chuột rồi. Ôi, hai con à? Ui, to lắm. Ô bồ, chuột to chưa bác, không ăn này. Ông bẻ cái răng lên không? Đập cái răng ra ông ơi. Ông phải bẻ cái răng lên. Không phải để vào. Chuột này là chuột đồng đấy các bác. Món chuột đồng thì cũng là một cái món đặc sản ở trên vùng cao đấy các bác ạ. Chết luôn. Chuột chết luôn à? Để cho Mạnh chơi không? Mạnh chơi chuột không? Chơi tí còn sống chảy. Ông có lấy dây gì buộc ấy? Con lấy dây gì buộc? Chết rồi. Ôi, nó chết rồi. Chết rồi. Chuột không biết là chết giả vờ đấy không ạ? Chết rồi. À. Cái này bắt được con rồi. À. Thế là chứng tỏ là chỗ này có nhiều chuột lắm đấy nhà ông ơi. Nó chết đi hay đâu. Cái Mạnh thì ông bắt cho một con chuột thì ôi chơi cho nó đến đi luôn rồi. Nóng anh ạ, cẩn thận anh. Đây bây giờ thì cũng đã gần là dọn hầu như là xong rồi. Ngày mai thì có thể là tiến hành và là đào nền được với các bác. Đây vừa rồi thì cho Đức cũng nói đấy. Sao đấy mày? Đây quay trở lại mà cái câu chuyện làm nhà đấy. Thì vừa rồi cho Đức cũng đã nói rồi. Thì hiện tại là cái cần kinh phí là chưa có đủ máy đâu các bác. Thì rất là mong sẽ được phần trợ duyên của các bác là giúp đỡ tới cho hai ông cháu nữa. Chỗ cắm lợn của ông thì ông chuyển ra bên kia rồi bây giờ ơi. Thế còn chuồng lợn của ông thì bây giờ ông định sửa lại để chỗ nào? Có bồn chuối à? Ừ. Ông thì ở nhà là cũng có nuôi thêm là hai con lợn rồi các bác này. Nuôi lớn lớn cho mấy nữa để tân gia được đấy ông nhỉ? Sau khi mà nếu mà như vật liệu vào đến cái chỗ nền nhà rồi thì làm nhà nó sẽ rất là nhanh các bác. Chỉ độ tầm là một tháng thì là sẽ xong cái ngôi nhà. Nếu mà như không có sự mà ảnh hưởng của cái thời tiết này hay là gặp những cái chuyện gì ấy thì rất là nhanh. Cái chất lực cũng đang trong mình bây giờ làm còn mưa còn ít đấy các bác. Đến mùa đến tháng 6 này, từ tháng 10 đổ đi thì mưa báo rất là lớn. Đấy, dép của Mạnh hay là đây có phải dép của Mạnh không? Hả Mạnh? Hôm nào ông gọi thầy ra xem đất chỗ này rồi à? Đây mày ơi, mang đi cất đi. Mày mang đi ra kia, để ra kia. Đi. Đi đi đi. Đi. Hôm nào đi, ông thì cũng có chia sẻ với cháu Lực rằng là cũng có là cho thầy và để xem cái thế đất này là có làm được nhà không đấy các bác. Thì hôm nào thầy bảo thế nào không? Thầy bảo là thế đất của ông thì có làm nhà đẹp không? Mà làm được. Làm được đẹp nhưng mà. Thế mà nó lại hướng nó đi. Thế là hướng đi nhà rồi. Là đi cái chỗ mà nhà xây kia đúng không? Nhà xây trắng cho cái đi. Đúng rồi, đúng theo ý cháu cũng bảo là ngôi nhà của ông thì sẽ đi vào là hướng này rồi. Vâng. Chéo một tí mới đi.
mặn nó mới gì tí tí. Vâng. Đấy, còn à, về cái chiều từ kia xuống này nhà của ông sẽ là 5 mét nhá. Ừ. Còn là ngang thì sẽ là 10 mét nhá. Ừ. Đấy. Rút đi. Cái chỗ này thì ông có đào đến tận đây không không? Đào đến tận cái tảng ly này xuống không? Không đến đâu mà, không đến đây rồi. Không đến à? Cho nó về mà một bước. Đến là tầm đến đây để cho có một cái đường đi ra kia đấy ông ạ. Vâng. Cái lối ra. Cái lối ra mà lấy dây kéo bên kia thẳng lại, đến đâu mới nó mới thẳng xuống. Đấy, nhưng mà đằng sau thì tảng ly đấy ông phải dùng cho nó cách xa xa đấy nhá. Cái chỗ tảng ly này cũng khá là thấp luôn bác, không có cao gì cả. Có thể là sau này làm nhà xong là cái ngôi nhà sẽ cao bằng cái tảng ly này. Cái cao gần bằng cái tảng ly này. Mạnh là hình như là một cái cậu bé mà không có sợ con gì cả cô bác ạ. Con rơi không dám cầm này, đến nối là con chuột này không dám cầm. Thằng đấy nó còn xấu ấy. Nó cắn vào múi ấy. Đấy, có thể là nếu mà như ở dưới xuôi là tầm các bạn nhỏ như này là không bao giờ dám cầm chuột hay là cầm con rơi cả cô bác. Chuột rơi là một cái loài động vật mà bò sát thì cũng nhìn trông là rất là ghê. Các chú xem nào. Các chú xem nào. Anh nhìn đến nỗi mà chết cả đi rồi. Này, chú giả này. Lắm. Xin đi, xin đâu. Xin. Xin chú. Xin. Không chú đi vứt đi bây giờ, xin. Rất là cứng đầu. Đây. Xin, xin chú. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra. Thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đấy, thưa cô bác, hôm nay thì công việc của mấy ngày thì là mấy anh em cũng dọn dẹp qua một chút và là đo cái thế đất của ông thì cũng đủ mà cái chiều dài cũng như là cái chiều rộng để mà cháu Lực là đi vào làm nhà rồi cô bác ạ. Và một lần nữa thì cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video và cảm ơn tất cả các mạnh thường quân trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực. Trong thời gian tới thì khi mà vào làm nhà đấy, cháu Lực rất là mong sẽ được sự trợ duyên của các bác là giúp đỡ tới cho hai ông cháu để mà làm nhà. Mạnh có muốn nhà mới để ở không? Hả? Muốn à? Thế hôm nhà của ngôi nhà của Mạnh thì đi đâu rồi? Bị gió đi đâu rồi? Gió thổi rồi à? Thế Mạnh gửi một lời chúc tới các ông các bà đi. Nha, khách tay. Các ông các bà. Con chúc các ông bà. Chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Sức khỏe. Thì có muốn các ông bà giúp cho ông, giúp cho Mạnh có nhà mới không? Ừ. Muốn à? À. Thế muốn là phải nói như nào? Mà con rất mong. Con cũng... Nào, khoanh tay đi, đừng có gãi đầu, khoanh tay. Con rất mong. Nhưng mà... Các ông bà. Các ông bà. Giúp đỡ con. Với ông. Có ngôi nhà mới. Ngôi nhà mới. Chào tạm biệt các ông bà đi, bye bye. Chào tạm biệt các ông bà. Bye bye. Đấy, ông thì có muốn gửi một lời nào tới các bác ở trên kênh rằng là giúp đỡ cho hai ông cháu có một cái ngôi nhà không? Hiện tại thì là cái kinh phí của nhà ông thì vẫn chưa có đủ đâu. Ừ. Thế là các chị các anh giúp đỡ được tôi được làm con cái nhà ở với cùng cháu rồi từ nhà thì cũng nhớ ra hết rồi
thì cũng mong, tôi cũng mong các chị các bác giúp giúp đỡ tôi làm cái nhà cho nó xong. Tôi cũng xin chúc mừng các chị các bác, cảm ơn các chị các bác đã quan tâm đến ông ấy à, cháu mình. Tôi xin chào, tôi biết nói thế. Ông thì là tiếng phổ thông đấy các bác, thì là cũng biết nói một chút thôi. Tại tuy nhiên thì là nếu mà như mà ngôi nhà của hai ông cháu được dựng ở trên này đấy các bác, là công lao lớn nhất thì là công lao của các cô bác anh chị mạnh thường quân. Cái điều bây giờ lớn nhất cháu Đức cũng không có mong sao là khi mà hay kêu gọi đủ, kêu gọi là gọi là dư cái tiền ra để mà sau này có thể giúp đỡ cho hai ông cháu nữa. Điều đấy thì cháu Đức cũng không có gọi là mong muốn, nhưng mà cháu Đức cũng rất là mong muốn sẽ kết nối được với tất cả cô bác anh chị giúp đỡ cho em Mạnh với lại ông có một ngôi nhà khang trang để mà che nắng che mưa những lúc mà có mưa to hay là gió lớn về nữa các bác. Còn cái thức phim này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Cương xin chào tạm biệt quý cô bác anh chị. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã đồng hành cùng cháu Cương và cháu Lực cùng cả hai ông cháu. Cháu Cương mong là quý cô bác anh chị sẽ giúp hai ông cháu có một ngôi nhà hoàn chỉnh để tránh mưa tránh gió, không phải lo nghĩ gì nữa. Cảm ơn. Cháu Yêm xin chào tạm biệt quý ba anh chị ạ.